Rồi, ok, xin chào các bác. Thì em vừa về một cái con điện thoại mà cái hãng này có khi là nhiều anh em đã quên rồi. Thì cái con này nó mới sản xuất năm 2023 thôi các bác nhé. Và nó có cái tên là Motorola X Plus, sản xuất 2023 các bác nhé. Đây, cái tên của nó đây này, em còn chả biết có đọc cái đúng không nữa. Đấy. Đây, con này thì nó cấu hình nó đây này, các bác chỉ xem qua này, thì nó có cái màn hình là tầm khoảng 6,7 inch này, camera 50MP này, 8 GB này, và dùng Snap 8 Gen 2 các bác nhé, và pin là 5100. Đấy, nghe thông số này các bác đã rất là, em thấy là đã rất là ngon rồi. Và các bác nhìn này, màn hình thì nó thiết kế khá là ngon. Đấy. Rồi, cái này thì bác nào cần cái thông tin về cái cấu hình của nó thì các bác tra trên mạng nhé. Thì em cũng không em chỉ quan tâm mấy cái cấu hình chính thôi. Đấy, thì em sẽ tháo ra cho bác xem. Con này nó khá là nhẹ đó nhé, khá là nhẹ luôn. Để em xem nó là bao nhiêu kg nào, tại vì em mở cái hộp ra em thấy nó rất là nhẹ luôn ấy. Đây, con này nó có khoảng chỉ có 203 gram thôi. Đấy, 203 gram. Đấy, em thấy nó rất nhẹ. Tại vì đang cầm con S20 Ultra ấy. Đây, và chả nó nặng hơn mà. Đây, cảm giác con này khá là nhẹ. Đây. Thì con này ấy, nó chỉ có máy trần thôi các bác nhé. Và tặng một sợi cáp A2C thôi. Đấy. Nên các bác nào hỏi phụ kiện nó thì không có đâu. Đấy. Đây, con máy đây các bác. Rồi. Để em lau qua cái các bạn. Nó hơi bụi. Con này còn rất mới các bác nhé. Con này phải nói là, chứ phải nói thế nào, nhưng mà em cứ bật nguồn này nào, phải nói là chưa có vết xước nào luôn thì sao các bạn. Đấy, Motorola này. Đấy. Có thể nhiều bác còn không nhớ cái hãng này nó còn làm điện thoại nữa chứ, đúng không các bác? Có cái từ ThinkSpell này là gì nhỉ? Giống như của ThinkPad ấy. Có tiếng Việt. Đó, các bác thấy không? Có tiếng Việt. Ồ, nói thật với các bác là đây là một con điện thoại màn hình cong các bác nhé. Cong rất là cong, cong nhiều hơn so với con S23 em đang dùng là nhiều luôn các bác nhé. Cong rất là nhiều luôn. Thì đương nhiên có những anh em thích cái điện thoại cong, và cũng có những anh em không thích điện thoại cong. Như em thì em không thích cong mấy đâu, em lại thích nó phẳng phẳng cơ. Thì nhưng mà cái con này, nếu mà chỉ nói về cái cầm nắm thôi nhé, thực sự là nó hơn con S23 Ultra rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn các bạn. Nó bo này, các cạnh này, các cạnh nó bo và nó không bị cấn tay các bác. Đấy. Ok, để em lau qua đi cho nó sạch sẽ để cho các bác xem cái ngoại hình của nó. Cái mặt lưng này nó bằng cái dạng kiểu là cái kính nhám ấy các bác. Đấy, sờ rất là thích các bác nha. Đấy, cái logo này vào sờ các bác cũng cũng thấy nó có sự hay hay. Đang bụi các bạn. Rồi, thì cái con này nó màu đen các bạn, cho nên là nếu mà soi về cái ngoại hình có thể các bác hơi khó nhìn. Đây các bác này, thì em thấy là em cũng chưa chưa biết được nó có vết xước nào không, thì em sẽ soi luôn cho các bác xem nhé. Đây này, cái cạnh dưới này, đấy, như cạnh dưới đang nhìn đây này, là không có vết xước nào cả các bác nhé, không có vết xước nào cả. Đấy. Đây là cạnh trái này, cạnh trái cũng vậy, không có vết xước nào cả, không có vết xước nào cả các bác nhé. Đấy. Còn đây là cạnh trên, cũng vậy các bác nhé, đây cũng có cái loa ngoài nữa này. Cạnh trên cũng thế, để em soi xem có vết xước nào không. Cạnh trên cũng thế, không có vết xước nào cả nhé, không có vết xước luôn. Đấy. Còn đây là cạnh cạnh phải đây, cạnh phải để em soi xem có vết xước nào không. Cạnh phải cũng không có vết xước nào cả các bác nhé. Đây có một dấu, một cái lỗ ở đây. Đây, không biết các bác có nhìn thấy không. Đấy. Đây có một cái lỗ đây, không biết có phải là lỗ mic không. Tuy nhiên có một hãng làm cái lỗ mic ở chỗ này à, không biết có phải là lỗ mic không các bác nhỉ. Đó. Ở trên này thì đương nhiên có một cái lỗ mic ở đây rồi. Đây. Có một cái lỗ mic ở ngay cái vách nhựa này này. Đấy.
Cũng đây là lần đầu tiên em thấy một cái hãng mà làm một cái lỗ mic ở ngay cái vạch nhựa, ở ngay cái vạch nhựa để tăng cái khả năng bắt sóng này này. Thường thường người ta vẫn đục lỗ ở cái phần kim loại cơ, chứ người ta không đục lỗ ở phần nhựa. Đó. Còn đứng đây, thường thường những cái hãng nó sẽ đục lỗ ở phần kim loại như này này. Đúng không các bác? Đấy. Ok. Tiếp tục là cái phần cụm camera xem nó có xước gì nào không nhé. Thì các bác yên tâm đi, camera này rất là nét luôn, không cần phải nói là nó không có vết xước nào luôn. Đấy, rất là nét luôn, 50 MP. Đấy, chung là cái những cái công nghệ ở trên con này ấy, thì em cũng chưa có tìm hiểu đâu, chưa có nắm rõ đâu, cho nên các bác nào mà cần cái thông tin của con này thì các bác tra Google là nó sẽ ra thôi. Để hôm nào em sẽ cầm con này em đi sẽ đi thử so sánh với con S23 Ultra nhé các bác nhé, thì vì con này nó là sản xuất 2023 mà. Con 22, cái con S23 Ultra cũng vậy, nó có thể là cùng một đời được rồi. Đấy, cụm camera rất đẹp. Thực ra là nếu mà để thiết kế cái cụm camera này ấy, thì em đang nói là đẹp theo kiểu mà nó không bị xước thôi nhá các bác nhá. Còn bảo là thiết kế như này có đẹp hay không thì em cũng không 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 tiện đánh giá, tại vì em mỗi cái thẩm mỹ thì mỗi người mỗi khác, nhưng mà em thấy như này là nó không được đẹp lắm cho đâu. Em không thích cái cụm camera kiểu kiểu này đâu, em thích nó đặt dọc, hoặc là nó kiểu kiểu như con S23 Ultra thì em thích hơn. Đấy. Còn đây. Đây là cái màn hình trước, để em nó kỹ đi. Ok. Thì cái màn hình trước này này thì nó cũng gần như là không có một vết xước nào cả các nhá. Đây em thấy có một vết xước nhỏ tí ở chỗ này thôi. Mà không biết các nhìn ra không. Đây này. Một vết thôi. Một vết nhỏ chỗ này này. Đấy, rất là bé thôi mà phải nói là soi kỹ mới thấy, không nhìn thấy luôn này các bác, không nhìn thấy luôn. Đây đây đấy đấy đấy, vết xước nhỏ tí chỗ này này. Đấy đấy, còn ngoài ra là đẹp lét các bác nhé. Con này thì không biết có vân tay trong màn hình như thế nào nhỉ, bỏ đây để em sẽ thử vào cài đặt xem vân tay nó nằm ở đâu. Đây, hình mở khóa đi, em thường hay lấy cái hình này để xem vân tay nó nằm ở đâu. Đây, ta nằm đây các bạn, để em xem là nó có nhạy không. Sao nó thế nhỉ? Con này em cũng chưa biết được là vân tay nó ở, nó là dạng quang hay là dạng siêu âm nữa các bạn. À, nhưng mà cũng thấy là rất là nhanh. Đây các bạn nhìn nào. Đó, rất là nhanh luôn. À, con này là hai sim các bạn nhé, một eSIM và một sim vật lý, thì em sẽ lấy cái khay sim ra xem thế nào. Đó, chỗ này không không có gì. Thì đây này, có một 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 sim ở đây, em sẽ lắp luôn cái sim vào xem các bạn nhé. Đây không nó xước mất. Sử lắp cái sim vào xem như thế nào. Nó có nhận sim không đúng không? Cái này thì có một cái sim vật lý thôi, còn các bác phải dùng eSIM thì nhiều bác thì thích hai sim vật lý cơ, thì chịu thôi, con này là nó không có. Ok. Đây này. Các bác thấy không? Nó nhận sim bình thường nhé, một eSIM và một sẻ sim vật lý. Đó. Tiệm cận bình thường này. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Ồ, trả loa trước rất của to các Viettel. bạn. Để nạp tiền, quý khách vui Ồ, lòng bấm phím 1 loa rất để to chuyển này và tài có cả khoản. ghi âm cuộc gọi luôn Bấm này, phím có cả 2 ghi âm cuộc gọi luôn để các bạn thay nhé. đổi ngôn ngữ. Sướng Bấm không? phím Đấy. 3 để báo Rất mất ngon máy. luôn. Bấm. Ok. Thì đây, 4G bình thường này. Đấy, có 4G đẹp luôn. Ồ, sóng rất mạnh các bạn nhé, trong này mà sóng cảm giác như mạnh hơn cả cái con S23 Ultra của em luôn. Đây nó được hơn hai vạch này. Đấy. Sẽ là còn cái gì nữa không nhỉ? À em sẽ thử cái loa, tại vì con này thấy bảo là loa nó rất là hay. Rất là hay. Thì em sẽ vào mạng để em nghe cái loa xem nào.
wifi đi. Rồi, em sẽ vào YouTube nghe cái bài nhạc của em xem nào. Chả biết của mình đâu. Của mình tên tuổi nó kém quá, chả tìm chả thấy các bạn. Ồ, loa rất to các bạn. Loa rất to luôn. Để em tìm cái bài test loa này. Hơi lâu tí các bạn nhé. Tại vì đây là cái clip mà em không có làm, mà không có dàn dựng cái gì, cũng chẳng có cái kịch bản gì cả. Đấy, vừa về là em móc luôn đấy. Xem nó trải nghiệm thực tế so với cái quảng cáo như thế nào. Tại vì con này em cũng nghĩ là rất ít anh em biết luôn đấy. Nhưng mà nó thực sự nhé, để mà cầm nắm các thứ nhé, cầm nắm các thứ và nhìn cái ngoại hình như này là em chắc chắn sẽ chọn con này hơn là cái con S22 Ultra các bác nhé. Em bảo đảm luôn. Con S22 Ultra thứ nhất ý, một là nó chỉ có cái chip 8 Gen 1 thôi. Và thứ hai là cái cảm giác cầm nắm của con S22 chắc nó cũng như con S23 Ultra thôi. Cho nên em chắc chắn là nếu cảm giác cầm nắm con này thích hơn nhiều. Chỉ là những cái công nghệ hoặc là những cái camera thì có thể nó kém hơn thôi. Mà em cũng chưa chắc là nó lại kém hơn đâu. Chắc nó chỉ kém hơn cái phần zoom thôi. Đâu rồi, ok bài nhạc mình đây rồi. Em vừa nghe bằng cái loa của con này, em sẽ nghe bằng con S23 con trai như thế nào. Chỉ cần nghe đấy thôi là em cũng à, cho các bạn nghe thêm đi nữa. Nếu mà chỉ để nghe cái loa ngoài ấy, thì đương nhiên cái em vẫn thích nghe cái chất âm của con S23 Ultra vừa rồi hơn, tại vì nghe nó hơi có vẻ nó con S23 Ultra ấy, nó ấm hơn, nghe nó kiểu là nó tạo thành một cái âm thanh nó bao trùm hơn ấy, kiểu kiểu như vậy thôi. Nhưng mà cái con này nghe vẫn vẫn rất là ngon các bạn nha. Nó em thấy là cái âm thanh nó phát ra rất là chắc. Đấy, cảm giác như vậy thì thực sự là cái để mà đánh giá cái loa ngoài nghe nhạc trên điện thoại thì em cũng chả đánh giá cao hơn nào cả, kể cả mấy con nguy hiểm như các bác hay vẫn hay nói, nhưng mà em cũng không thích đâu, tại vì em ít khi nghe nhạc ở trên cái loa ngoài. Nhưng mà cái loa con này thì chắc chắn là đảm bảo cho các bác là các bác nghe sẽ ổn. Đấy, thực sự như vậy. Đấy, còn cái về về camera ấy, camera xem nào, đây camera và để đâu ấy? Đây à, đây camera như em đang nhìn đây thì nó cũng có đầy đủ này, góc cả góc siêu rộng nữa các bác này. Đấy, rất là nét. Để xem cái camera trước xem nào. Ồ, camera trước rất nét các bạn, sướng lắm. Để so sánh với con S23 Ultra luôn cho các bác xem nhé, tại vì camera sau thì có thể là không bằng.
tại vì cũng chưa so sánh, cũng chả biết nó có bằng hay là, nhưng mà em nghĩ là chắc chắn là kém, nhưng mà kém hơn. Mà để so Cavala trước này. Đấy. Cavala trước ấy thì nhìn cái hai cái chất chất ảnh ấy, thì cái con Motorola này, nó cho cái việc mà hình ảnh ấy nó cảm giác nó sáng hơn, nó làm cái da nó trắng trắng hơn ấy. Xem là cái gì nữa nhỉ, có thể con đang để chế độ hơi hơi tối chẳng hạn, cũng chả tối đâu, nó vậy đấy các bạn. Đấy, cảm giác là nó, nếu để chi tiết nhé, cái độ chi tiết ấy, độ chi tiết thì em cảm giác như là cái con nhìn kỹ kỹ tí nữa, cảm giác như là cái con này nó hơi 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 làm mịn da hơn một chút. Đấy, thì có thể là do cái phần cài đặt cái dư thôi, chứ còn em thì thấy là cái con S23 nó cho cái chi tiết nó tốt hơn một chút, thì kiểu như vậy. Ok các bạn, thì đấy là cái đánh giá sơ bộ thôi. Còn camera ấy, thì em sẽ có một cái bài đánh giá nó sau, em sẽ đi nó so sánh nó sau nhé, tại vì hai cái là cùng đời, thì là em sẽ đi đánh giá sau cả về camera trước camera sau. Chứ còn nếu mà để em đánh giá nhé, để em đánh giá với cái mức giá con này thì em đang bán tầm tầm khoảng 11 triệu 8. Cái mức 11 triệu 8 đến có nghĩa là mức tầm 12 triệu, coi như tầm 12 triệu đi. Thì tầm 12 triệu con này, tầm 12 triệu thì các bác sẽ chỉ mua được con một Mark 4 của Sony này. Thứ hai là con Sony à quên, con Samsung S22 Ultra. Đấy. Thì nếu như mà ngay cả việc so sánh con một Mark 4 với con S22 Ultra thì nhiều bác đã chọn S22 Ultra rồi, tại vì nó phổ biến hơn. Còn Sony thì nó cũng có cái chất riêng đấy, nhưng mà nó không phải là một cái điện thoại mà phổ thông cho các bác dùng hàng ngày ấy. Thực ra nó vẫn dùng được thôi, bình thường vẫn, nói chung tất cả mọi thứ đều bình thường hết, nhưng mà nhiều đấy nó vẫn nhiều là nhiều được, nhiều khi là các bác phải là fan của Sony thì các bác mới mới dùng nó thôi. Chứ còn để một người dùng bình thường để mà chọn giữa giữa Sony 1 Mark 4 và S22 Ultra ấy, thì chắc chắn nhiều, nó phải đến tầm 90% là sẽ chọn S22 Ultra. Đấy, thì con này em sẽ so sánh luôn với con S2 Ultra nhé. Nếu mà cái độ độ đẹp màn hình ấy, thì em cũng thấy nó chẳng chẳng có kém gì đâu. Thậm chí là à, phần này có phần tăng RAM này các bạn này. Tăng RAM gì đây? Đó. Nó có phần tăng RAM gì đấy, nhưng mà cái đấy nó không quan trọng đâu, tại vì nó sẽ lấy cái bộ nhớ trong của điện thoại để làm cái RAM, thì nó không phải là điều tốt lành gì, thì nó cũng chỉ là bình thường thôi. Thì em đang nói vấn đề là để mà lựa chọn giữa con này và con S22 Ultra ấy, đấy, nếu mà cùng mức giá là tầm khoảng 12 triệu thì đương nhiên nhiều anh em vẫn sẽ chọn S2 Ultra thôi, tại vì nó sẽ có cái thương hiệu hơn mà. Các bác dùng con này thì nhiều khi các bác mang ra ngoài các bác dùng, các bác không thể đánh giá một con này nó có mức giá là tầm khoảng 12 triệu được. Nó kiểu, tại vì thiết kế của nó cũng cũng nhàng nhàng như kiểu những con điện thoại khác ấy, những con điện thoại hãng khác ấy. Đấy, cho nên là để cầm con này ra ngoài thì nhiều khi các bác sẽ bị thua thiệt về cái thương hiệu thôi. Nhưng mà để về 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 cái hiệu năng sử dụng ấy, thì con này hoàn toàn chắc chắn là sẽ hơn con S2 và Ultra các bác nhé. Chắc chắn con này sẽ hơn con S2 Ultra, tại vì thứ nhất con này sẽ dùng 8 trên 1 rồi, à quên 8 trên 2 rồi. Con 8 trên 2 thì chắc chắn các bác đã biết một điều là nó ngon hơn con 8 trên 1 nhiều nhiều đấy. Đấy, tại vì em đang dùng là em biết. Đấy, và con này đây, các bác này nhìn này, nó có bộ nhớ những 512 cơ mà. Đấy, dùng tóe luôn các bạn. Đấy, còn xem là còn cái RAM thì con này có 8 GB thôi. Thì việc RAM con này 8 GB thì em đánh giá nó là sẽ hơi hơi thua thiệt hơn, tại vì cái con S2 Ultra nó sẽ có cái phiên bản RAM 12 GB. Đấy, thì tùy thôi. Em thì vẫn thích là sẽ có 12 GB hơn, tại vì 12 GB bây giờ nó cả ý là mình dùng nó sẽ cảm giác nó thoải mái hơn đấy các bác. Đấy, tại vì em đang dùng con S2 23 Ultra kìa, em vẫn chọn cái RAM 12 GB em thích hơn. Còn đương nhiên 8 GB nó đương nhiên là thua thiệt hơn rồi, nhưng mà nó cũng, đấy cũng không phải là vấn đề lớn các bạn, tại vì nếu mà điện thoại giờ nó thông minh rồi, nó mà thiếu RAM thì nó tự động nó sẽ dừng những cái cũ lại thôi. Đấy, cái chuyện này thì bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng mà cái thiết kế này cầm nắm công nhận sướng thật các bạn, cầm nó dễ dàng ấy, nhẹ nhàng dễ dàng, nó không có vấn đề gì cả về về vấn đề cầm nắm. Đấy, rất là sướng luôn. Và màn hình ấy, màn hình thì nếu mà nói thật là
để mà so sánh độ đẹp thì em cũng chả biết là con nào đẹp hơn luôn, tại vì em thấy nó cũng quá là đẹp rồi, chả có điểm gì mà chê cả. À không biết con này là màn hình 2K hay là 4K vậy? Hay xem nào. Đâu ạ? Cũng chưa để ý xem là con này là màn hình mấy K nữa. Đâu? Không có. Đổi sang thích nghi. Đây, cái tốc độ đổi mới của con này này. Đấy, có nhìn này, này. Nó còn lên đến 165 Hz, chắc chắn thì nó sẽ là hơn hơn cái con S24 Ultra luôn rồi. Đấy, còn cái độ phân giải đâu nhỉ? Sao không có ở đây nhỉ? Nếu không có ở đây thì có thể nó chỉ là cái độ phân giải là phân độ giải Full HD thôi, em nghĩ là vậy. Em sẽ mở cái thông số của nó ra em xem lại xem nào. Đúng rồi các bác, á không? Sao lại có ở đây? Đây các bác, thì cái độ phân giải màn hình của nó đây này, 1080 nhân với 2400 thì đúng là nó chỉ có Full HD thôi. Không biết gọi là Full HD gọi là gì thì em không biết, nhưng mà cái có 1080 đấy, RAM 8 này, 512 này, đấy. Đây là cái thông số camera này. Đấy. Ok. Camera 50 này, khẩu 1.8 này. Còn gì nữa nhỉ? Ok luôn. Chả có cái gì nữa cả. Android 13 chưa nhỉ? Con này chạy Android 13 chưa? Đấy, em xem nó đang là chạy Android mấy nào. Đây. Phần mềm. Đây. Thì con này đã chạy Android 13 rồi các bác nhé. Đấy, 13 rồi đây này. Ok luôn. Đấy, cái con này này, cái tên của con này này. Cái tên của con này này. Đây này. Motorola S Plus 2023 này. Thì cái Motorola S Plus ấy là cái tên mà nó có từ những năm trước rồi các bạn. Đấy, hôm em tra mạng thì là em cứ tưởng là Motorola S là con này luôn, nhưng mà không phải, năm trước nó cũng có rồi. Thì nó sẽ khác cái này, con này nhé, con này là 2023 nhé. Như phiên bản trước là 2019 hoặc gì đấy em không biết, nhưng mà con này là mới nhất rồi. Đấy, cho nên là nó sẽ khác đấy các bác nhé. Con này là ngon nhất rồi. Thì cũng nói qua lại cho các bác nữa là con này là đã chạy 8 Gen 2 rồi. Đấy, pin những 5100. Đấy, pin 5100 luôn các bạn. Đấy, xem đây không biết có thông số pin không thì không biết, nhưng mà pin đã 5100 rồi. Đấy. Thì chắc chắn là cái việc mà cho thời gian sử dụng pin là chắc chắn sẽ ngon, không phải bàn này. Cái chuyện này thì không phải bàn luôn. Đấy. Như từ nãy giờ em là em chạy em test từ nãy giờ thấy nó cũng rất là ngon, rất là xuống rất là chậm. Ok. Đúng là không thấy cái độ để mình điều chỉnh được cái độ phân giải màn hình thì chắc chắn nó chỉ có Full HD thôi. Full HD cộng gì đấy thôi. Ok các bác. Thôi cái này không quan trọng, tại vì nó không quá quan trọng đâu. Nhiều bác thì cứ sợ là 2K với Full HD nó khác biệt, nhưng mà thực sự nếu nếu mà các bác nhận ra cái sự khác biệt đấy thì cái mắt của các bác nó phải rất là tốt. Ô cái gì đang gọi? Ờ đang gì đang gọi em nghe phát nhá. Alo. Ôi lại lại gọi tổng đài gì ấy. Ok xem còn cái gì nữa nhỉ. Ở đây phải cho các bác xem lại cái màn hình chứ nhỉ. Đây cái màn hình của nó thiết kế như này các bác nhé. Là cạnh trên, hai cạnh bên thì hai cạnh viền này thì đều nhau, nhưng mà cái cạnh dưới này là hơi dày hơn một chút xíu nhá. Hơi dày hơn một chút xíu. Đấy. Con S23 Ultra cũng thế thôi. Nếu mà nó làm đều hơn nữa thì nó có vẻ là tốt hơn. Còn cái gì nữa nhỉ? Xem là ôi, cũng là quay rất là lâu rồi các bác nhé. Thì đấy cái con này thì là các bác bảo đảm cho các bác yên tâm là cái máy nó rất là đẹp luôn, nó gần như nó là không có vết xước nào, gần như có vết xước, mỗi màn hình có vết xước tí ở đây thì nó không đáng kể đâu, thậm chí là soi mãi mới thấy không đáng kể đấy. Còn cạnh viền lưng các thứ thì đẹp nét các bác nhé. Đấy còn nếu mà em thật
cũng nói lại qua nữa là nếu mà chọn con này và con S2 Ultra thì chắc chắn em sẽ chọn con này. Tại vì thứ nhất là đánh đổi lại là kể cả thiết kế nó không được ngon như con S23, S22, nhưng mà cái thứ nhất là đã dùng 8 Gen 2 rồi và pin của nó như 5000 mốt, nó sẽ hơn, chắc chắn là đều hơn. Đấy, cho nên là dùng con này sẽ sướng hơn. Em thật như vậy. Đấy, ok. Thì bác nào mà cần mua con này thì liên lạc em ở số ở góc màn hình này nhé các bác nhé. Ok. Chào các bác.